Chạy về nơi phía anh, cánh tay ngày dài rộng lắm. Chạy về nơi phía anh, trái tim này vẫn ấm lắm. Trời, mặc dù cũng thuộc hàng gọi là cẩu lương, nhưng mà cẩu lương này đáng yêu, chấp nhận được. Là trời, mấy con kiến ngu ngốc kia. Ôi giời, tụi mày tính gọi cho ai mà đi bê nguyên cái sim điện thoại về thế hả? Đây đây đây, cố cho lắm vào, rồi giờ thì thành quá cố luôn chứ hả các con? Khiếp, giời ơi, cái con đường chẳng khác nào cái con đường xuống gặp Diêm Vương. Bác tài chắc phải là tay lái, cái gọi là lụa lùa lùa, cộng thêm cái độ gọi là cam đảm thượng thừa mới xử lý thành công cái pha này ấy. Rồi ôi, riêng tôi là tôi bó luôn cả hai chân hai tay. Ôi giời ơi, xem mà còn phải nín thở đây này. Khi bạn đam mê siêu nhân mà bố mẹ không cho xem, thôi thì tự thân vận động vậy, tự cosplay luôn cho nó lành nha. Ôi trời ơi, cơ mà anh gì ơi, em muốn được nổi tiếng, cho em xin in từ chỗ bán chiếc xe bá đạo của anh được không ạ? Ôi giời ơi. Chuẩn bị tinh thần rồi, 3, 2, 1, let's go. Úi chà chà, em không cố ý đâu nha, anh xe ô tô ơi. Anh thông cảm và coi như không nghe thấy gì nha. Em xin phép là em lượn trước đây. Hoan nghênh cái tinh thần thể dục thể thao. Ôi giời mọi người ơi, ôi giời ơi ông bạn nha. Còn cái gọi là đoạn ngã này chắc không có ở trong cái kịch bản đâu nha. Thế nhưng mà cơ mà cộng thêm cho một điểm pha gọi là chữa cháy của ông nha. Vỗ tay. Music, music, cho xin tí nhạc để quẩy lên nào là quẩy lên nào. Úi dồi, chẳng mấy khi đi làm kiếm tiền mà lại còn được thỏa đam mê. Úi dồi, nên cứ thế mà tới nóc luôn đi chứ còn gì nữa. Ôi giời ơi là giời ơi, úi dồi, cứ tưởng trong phim hoạt hình mới có cái chiếc tàu lửa gọi là siêu sức mạnh kiểu này chứ. Các bác thì làm sao, chứ em là lần đầu tiên em thấy nó ở ngoài đời đấy. Toàn là người với người thôi, nhìn gọi là hoa hết cả tiền đình, rối hết cả mắt, đỉnh vãi luôn. Vâng, vừa rồi là những khoảnh khắc bá đạo, có 102. Và đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho Duy Hiếu và channel nha. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin kính chào anh em, chào mừng đã quay trở lại với channel của tụi mình nha. Xem nào, hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục cười thả ga với những màn ăn chơi khắm khú của các dân chơi đến từ khắp cái mảnh đất vũ trụ này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lên đường để xem là họ sẽ gửi đến chúng ta cái gì nha. Ai dài cháu trai, trời có quả xe hường dựng trước nhà oách phích nhỉ. Thằng cháu đang cần cái gì đấy hả? Rồi thôi đưa đây, bác cầm hộ cho. Úi, trẻ con này. À mà tiện giới thiệu, tao là ăn trộm nha. Điên ông cái thằng ăn cắp đấy chi. Úi giời, mày nghĩ mày sẽ chạy được à? Xong cướp đau đớn nhàn thu. Úi giời, tiên sư cha nhà mày chứ, không thoát được đâu con trai. Bà con ơi, mau phụ tôi vô cổ cái con lợn này lên đồn. Tôi mà khoan, cho tôi, ôi dồi ôi, thụi cho nó mấy phát đá. Búp, búp, búp. Nha, giỏi cho mày chưa nha. Khốn nạn thật chứ này. Bà con để yên tôi từ để thấy nó ra. Trộm cắp giữa ban ngày như thế này là không được, phải con cờ. Ai chà chà, tất cả mọi thứ trông có vẻ bình yên gớm nhỉ. Sao cô đang ngồi coi thế giới bí ẩn đấy hả anh trai? Coi đúng kênh rồi đấy nha. Ok à, hình như là lại có vị khách không mời mà đến thì phải. Sao có khách à? Rồi kệ nó đi, gãi cái mông một cái. Úi giời ơi, thế là bò trườn. Ái à, ôi, tôi chết rồi. Má ơi, cứu con với, con sợ lắm. Mẹ tên chư cái thằng kia nha. Giờ bà mày mà không ra tay thì đúng là đời không có nể đấy. Này thì nhậu nhẹt này thì gái vú này. Tao đập hết, đập tan, đập bằng trách. Úi giời ơi, ông già đây làm cái gì? Có tin tôi cũng cho ông một gậy bay hàng tiền đạo không hả? Dời, tụi, ôi giời ơi, làng nước ơi, em mới chỉ lấy đà thôi, còn chưa cả khởi động xong mà sao đã phải uống nguyên cả ngụm nước rồi. Giời đời như cái lời đồn. Sao? Sao ta cứ phải vừa chèo thuyền lại vừa bị chúng mày bón từng miếng cơm chó thế nhở? Ôi giời, ai rồi con, đấy, tiên sư nó tức quá đi chứ, tự đập đầu rồi đây này. Ôi giời, tôi ngất đây. Già đỡ tôi đi còn cười cái gì nữa hả, đồ quỷ sứ kia. Đóng cửa chắc chưa anh ơi? Dâm, dâm. Ôi giời ơi, cái gì mà khỉ gió vậy ông ơi?
cửa nẻo nhà ông mới đặt trên ở Shopee về hay sao ấy. Ôi dồi ôi, kinh khủng quá đi. Ôi ôi, mắt tôi sao tự nhiên lại sáng thế này nhỉ? Hát hò gì tầm này? Ôi dồi, tắm biển đi em ơi. Ui ui, nope. Ui suýt thì ngã nha. Ôi dồi, tí nữa thì bồng bưởi bị sóng nó đánh tả tơi rơi rụng hết thì đây này. Nhổ cây hả anh trai? Ôi dồi, trông hay ho đấy. Ôi trời ơi, thế này thì không biết ông nhổ cây hay là nhổ cả ông lẫn tre đây hả? Thế chúng mày nghĩ phá một cái lốp tre của tao ấy là sẽ khiến tao không thể chạy nổi à? Hả? Này ông mày xin lỗi tình yêu đi nha. Đằng này vẫn cứ gọi là đi ngon ở luôn đấy. Sống dai nó thành huyền thoại. Mẹ mày, cưa cái cây kiểu gì mà lại có cả một đống nhà luôn đi kia hả? Ôi giời ơi, đấy thôi. Nói có sai đâu cơ chứ. Tên chư cha là cái thằng phá hoại kia. Ông mà làm được cái nước non mẹ gì cả nhá. Nghĩ mà nó tức chết chứ lị. Ồ, tránh đường này. Tránh người ta đang làm nhiệm vụ này các cháu. Bang. Ôi trời ơi, có tai nạn rồi đấy bà con ơi. Mẹ nó chứ, mặc dạ không cơ chứ lệnh. Xe cứu thương mà nó còn đâm thế này thì dồi mày xứng đáng để tùy rồi mọt phải mấy cái đời gông ấy. Xuống xe rồi hả em? Ui dồi, để anh vào trong xe anh lấy đồ cho. Hả? Khoan đã, nào cái xe này, đừng có lao xuống nữa. Ôi thì xong rồi, bay luôn cả cái cửa xe của nhà rồi. Ôi trời ơi, lại còn chậu cây cảnh nữa. Ôi trời ơi, đi chết dở, còn tìm cả con đầu nhói. Mẹ nó có quả nồi như thế này thì chắc được cả năm con gạo sống mất các cụ ạ. Ôi trời ơi, cái gì mà đài phun nước tại dài. Từ giờ là tao tuyên bố là tao chỉ có nuôi chó ra cái mày từ trên trời rơi xuống ở cái con mồm mèo kia hả? Mày cứ rơi thì đừng có mà rơi trúng thẳng đầu tao như thế chứ. Ôi dồi ôi, Ishiba chết tiệt nhà nó chứ. Cụ bà xì tin đây rồi. Biến lên đi cụ ơi. Ôi dồi ôi, chắc là vẫn chưa quen đồ đạc hiện đại đúng nào. Ôi dồi, thôi anh em già đỡ cụ dậy đi cái. Không thì là bệnh thoát vị đĩa đệm nó lại tái phát thì chết dở chứ lại. Ơ kìa em gái, nước ở chỗ kia cơ mà. Ôi dồi, sao lại hẹo giữa đường như thế? Đúng là người vô ý thức. Rapper này đang muốn thể hiện điều gì? Ôi dồi ôi, thằng điên. Má nó chứ muốn vượt rào anh em vô trong kia. Thế có phèn ẻm không cái chứ lị. Trông em gái chơi. Ôi dồi ôi, tôi tuyên bố là thích cái trò này vãi vài vai luôn. Ơ cơ mà cái quỷ quái với dồi. Ôi dồi, dù bao giờ mới xuống được hả? Không có trong kịch bản ấy rồi. Hay là sự cố của con thị màu này đấy hả? Chạy đi anh, chạy đi. Ôi giời ơi, gì mà căng thẳng thế? Phải nhìn đường nope. Chứ này. Ôi giời, ván đầu thật đi chứ này. Trời ơi, ngã thế thì có đập hết hàng họ à? Ôi giời, thô bạo quá đi được. Vâng, vừa rồi là những màn chơi khăm độc nhất vô nhị trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu mà thấy video hay và hấp dẫn thì đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh nha. Còn bây giờ thì Duy Hiếu xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel nha. Úi giời ơi, ngày hôm nay thì xin mời quý vị cùng các bạn sẽ thưởng thức cái sự dở hơi của các dân chơi thích độ xe. Để xem là các con vợ ấy hành hạ chế yêu của mình như thế nào nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ sắn chân, sắn quần, sắn áo, sắn tay lao luôn vào video xem nào. Dìn 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 quẩy. Anh chị em ơi, đợi tao mà nhìn cứ như kiểu là hai băng đảng khét tiếng chuẩn bị làm kèo solo ấy nhở. Rồi xong luôn. Cuối cùng thì tụi này cũng phải đợi cái gì vậy? Rồi, tao hỏa lừa à? Rất là mất thời gian nhá. Yeah yo, người anh em làm gì mà lại chạy bán sống bán chết thế hả? Đi đua không? Ai chà chà, lên kèo luôn à? Trời, tăng tốc em ơi. Ôi trời ơi má ơi, nó vận chuyển cái gì mà lại kinh khủng thế nhỉ bà con nhở? Bíp bíp bíp. Alo, thằng cha cồng cành nghe nhẹp nhẹp một chút cho xe người ta đi qua nào. Khiếp, đi gần mà thấy ớn luôn đấy cha nội. Hay nhở, vác đồ bằng trước này rồi là đằng sau này rồi có hẳn là ô tô kéo luôn. Thế này thì ôi, quân cả ngày được chục đao luôn ý chứ. Game quá là dễ luôn. Đi đâu mà vội mà vàng. Bẹp.
dính trưởng luôn. Bây giờ xin phép được ghi điểm tuyệt đối cho cơn gió nhẹ như bà con nha. bỏ ra bạn ơi. Nhảy ơi. Ơ bớ là nước ơi. Có đứa nó